Thưa quý vị, tiếp nối thành công khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Nam, ngày hôm nay ngày 9 tháng 11 tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội đã tiếp tục khai mạc khóa bồi dưỡng cho gần 350 tăng ni, cư sĩ Phật tử, Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam 29 tỉnh thành khu vực phía Bắc. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội chứng minh lễ khai mạc. Phát biểu lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội cho biết, đây là lần đầu tiên khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế được tổ chức dành cho các đại biểu đến từ 29 tỉnh thành khu vực phía Bắc. Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về pháp chế, các quy định của giáo hội và pháp luật để từ đó tham mưu góp ý cho chư tôn đức lãnh đạo nhằm ổn định và phát triển giáo hội. Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11, khóa bồi dưỡng tập trung triển khai các nội dung, triển khai Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 7, quy chế Ban Tăng sự Trung ương, quy chế hoạt động Ban Pháp chế Trung ương, những quy định cơ bản giữa Văn phòng Trung ương và Ban Pháp chế, luật tín ngưỡng tôn giáo, luật đất đai sửa đổi, vai trò và chức năng của Pháp chế. Ban Đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự tán thán và đánh giá cao về hoạt động của Ban Pháp chế và công tác tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023. Chư tôn đức tăng ni của Ban Pháp chế các tỉnh thành đã rất tích cực, tham gia một cách rất đầy đủ và thể hiện được cái vai trò trách nhiệm của cái Ban Pháp chế của cấp tỉnh thành trong các khóa bồi dưỡng Ban Pháp chế Trung ương tại tỉnh Thanh Hóa lần này. Đây cũng là cái dịp để tăng ni, cư sĩ Phật tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và 29 tỉnh thành phố phía Bắc nói chung có cái nhân duyên để giao lưu, gặp gỡ, trao đổi với nhau về cái lĩnh vực hoạt động tôn giáo mà mình phụ trách, đó là lĩnh vực pháp chế. Ngay trong ngày đầu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương đã triển khai đến chư tăng ni Phật tử 14 chương 87 điều trong quy chế Ban Tăng sự Trung ương và quy chế Ban Pháp chế Trung ương. Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội triển khai nội dung những quy định cơ bản giữa Văn phòng Trung ương và Ban Pháp chế. Tiến sĩ Nguyễn Thị Định, Vụ trưởng Vụ Thanh tra Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính phủ đã phổ biến luật tín ngưỡng tôn giáo đến toàn thể chư tôn đức tăng ni.